Dạ, xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh Nguyễn Thiên Ngân Official. Hôm nay sau một ngày chờ đợi, đây sẽ chuẩn bị sẽ sắp tới một giây phút rất là đặc biệt. Hai chị em sẽ sổ 50 tờ vé số ngày hôm qua em ủng hộ cho bé Sương. Hy vọng hôm nay sẽ trúng được một trong số những cái tờ này, hơn một tờ thôi cũng được. Tại vì trước giờ chị chơi vé số chưa bao giờ chị trúng trơn á, chưa bao giờ cũng nghĩ giả. Mà với lại thực ra nói chơi vé số thì cũng phải, em trước giờ chỉ dụ là lâu lâu mà ủng hộ, giống như kiểu mọi người đi bán, cô chú mấy em bé đi bán thì mình mua, với mình mua tâm lý mà ủng hộ thôi, chứ mình cũng không có để ý. Nhiều khi mua rồi mà nó quá hạn dò luôn rồi mà mình chưa dò cái tờ vé số đó. Nhưng mà hôm nay thực sự rất là trông đợi, hôm nay rất là chờ đợi đến cái giây phút sổ số này để hy vọng chúng để có thể gửi tặng cho bé Sương đó. Bây giờ em sẽ nhờ hỗ trợ của bé bạn Giang. Đấy, bây giờ hôm nay là chúng ta sẽ sổ 3 đài đúng không? Hôm nay có 3 đài là đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Đó, hôm qua chị mua chị cũng không coi nữa, là chị có hình như chắc cũng được 3 đài đó. Nhưng mà hình như là Tiền Giang là nhiều nhất thì phải. Giờ mình sẽ sổ số luôn nha. Thì có thì bây giờ hình như là bây giờ là 16:40 là nó đã sổ hết ra tất cả. Giờ đang giải đặc biệt của đài Kiên Giang luôn này. Rồi giờ mình sổ Tiền Giang trước đi ha. Đây Tiền Giang. Bây giờ sổ sao cho nhanh ta. Bây giờ biết. Em lựa Tiền Giang, cái Tiền Giang là lại cái đầu lại đây, Tiền Giang đây. Bé Sương là cũng có mấy số để sổ luôn nha. Hôm qua quý có nhiều quý vị khán giả mua rồi. Ủa sao đây có Hậu Giang hả ra? Hậu Giang là ngày 22. 22 hả? Đây. Hôm qua hả? Đây là đài Kiên Giang. Kiên Giang. Tiền Giang này, để đây để xếp bây giờ bây giờ mình sẽ chia vé số ra làm các đài riêng lẻ để cho nó dễ dò. Đây Tiền Giang. Cái này hôm qua là nguyên story luôn. Chúng là chúng đậm đúng không? Dạ. Không chúng là ấy, chúng là chúng đậm luôn. Chúng lúc mỗi người một tờ. Tiền Giang trời, quá trời Tiền Giang luôn, của chị đa phần Tiền Giang mà. Này, nguyên sắp này Tiền Giang hết luôn rồi. Hết rồi. Đâu? Tiền Giang luôn á. Rồi giờ. Hồi hộp. Có một tờ là này. Ừ. Một tờ Kiên Giang. Một tờ Kiên Giang. Cái này của bé Sương hay là của ai đây? Này của em không? Hay là của chị? Của chị hả? Coi. Bé này là Kiên Giang là có 4844. Xíu tí nữa là trúng cái giải ba rồi nè. Ôi, của nó là 944 hả? Đúng rồi, 9944 nè. 9944. Thì coi A là nhiều bốn. Đây. Ôi, 4844. 4844 là vậy, là còn mấy cái số khác nữa. Em trúng giải 6. Em trúng giải 6 hả? Nè, cái đó nè. Đó, 9944 nè. 9944. Đây là 4844. 864. Ồ, vậy không có rồi, vậy này rớt rồi. Này bỏ ra. Tới 95 chứ hả? 585195. 585195. 195. 95 không có. Mất mới chưa gì mất 3 vé rồi. Rồi chúng đi chờ tôi. Không lấy chị Trang 34 tờ, chị Trang cũng trúng được một tờ, mình không 50 tờ không trúng được tờ nào thì buồn lắm.
Hy vọng chúng đi nha thương. Rồi tiếp theo 1995 giải 7 của chúng ta là số 39 95 giải 8 898 không có luôn. 95 rồi không có rồi, bỏ luôn. Rồi, bé Thương hồi nãy em cầm gì? 88 à? 088. U 808. Rồi, đúng là đời giờ chênh nhau một số là thấy đi xa rồi. Nó có 288. Ờ nó có 2. Ủa nhưng mà cái này là phải đủ 5 số thì nó mới tính chứ đúng không? Nó tính từ ngoài thôi. Tính từ ngoài thôi mà. Rồi giờ cái này coi như bỏ luôn. Rồi. 77. 977. Rồi hơi thấy không có rồi đó. 977. Một cái giá mua sắp 977. 6977. Hồi nãy nhiều chị em mình do lộn á. Ủa sao vậy? Hồi nãy giờ mình do Tiền Giang mà mình nhìn qua Kiên Giang vậy. Trời trời. Trời ơi. Phải không vậy? Đúng rồi. Đúng rồi. Nãy giờ chị em mình do lộn rồi. Cái này mình dừng tay chưa sẻ nha. Ừ, từ từ quay cho lại cho lại cho lại. May, may cái biển đã may là em chưa sẻ luôn đó, đang tính. Chị em mình. Trời trời sai quá sai nha anh Giang. Rồi do lại nè, Đài Tiền Giang số 07. Trúng rồi kìa. 07 kìa, số 07 giải 8 kìa. Không có. Không có 07. 07 có không? Còn 77 không à? 77. Có 04. 04, điện còn 04 không? 05. Không có. 936. Trời ơi. 77. 44. Không có ngoài, ở ngoài em. 88. Không có luôn rồi. 977 có không? Không có 977. Trời ơi 07 kìa, 77 này mà đúng là 07 là một sấp luôn á. 91. Trời ơi không có 91 luôn, cái này mà trúng 91 là chị mình đi Dubai chơi luôn á. Thiệt nè. Quá trời là 91 luôn. 04, 304. Không có, mình có 405 kìa, 67405. 304 không có luôn. 304. Rồi, cái này là mình lên đường hết rồi. Lên đường hết rồi hả? Dạ. Trời ơi, buồn luôn quý vị khán giả, một sắp này không được vé nào. Đây Tiền Giang, Đài Tiền Giang quý vị khán giả. 088 không có luôn. 195 không có luôn, dò lại lần nữa coi cho chắc. 4844. Dạ không có. 591 không có. Ờ rồi 591 quá trời luôn. Không có. Rồi 977. Rồi giải 807 mà nó về. Rồi xong. Hồi này cho bé. Cho bé xương nhỏ coi có hên hơn chị không nè. Tiền Giang, cũng chưa một Tiền Giang. Tiền Giang con số 89. Trời nó ra 39. Rồi, số bao nhiêu nữa? 07. Tiền Giang 977. 977 không có luôn. 8 mấy? 85. Có 899 kìa. Con 89. 65. Có 57. 64 là không có 65 luôn á. Không có 12. Vậy giờ sao mình không dò thật không để giờ đặc biệt. 614. Ừ, mình xích xích đã trúng cái giải đặc biệt nè. Tại có 4 số. Tại có 4 số. Nó trúng được 2 số nè. Nó đúng 2 số 14 cuối nè. Mà đâu, này, bên Kim Giang mà. Không, cái này Tiền Giang. Tiền Giang hả? Nó trúng được số 14 cuối nè. 14 cuối đúng rồi. Tại có 4 số mà mình cắt rồi. Rồi đây còn một sắp cuối cùng. Sắp Kim Giang. Kim Giang 74. 874. Không có. Nó đang có 674 nè ha. 674 hả? Nè nó có 674 nè. Mình đúng được 3 số. Kim Giang bên này đúng không? Đúng rồi. Của mình là 64874. Mình đúng được số này. Cái này là 3 số. Ừ thôi. Ừ. Trong mấy số thì sai một số là đi một chặng được. Không có tới đích được. 293. Có 39 nè. Không có rồi. Đây đúng không? Dạ. 10 tờ. 293.
Giao lắm hả? Rồi chưa? Rồi rồi hả? Trúng rồi. Vậy là không trúng rồi, quý anh trả ơi, tiếc quá. Em biết, tại vì người ta cũng đốt buôn này ngày rồi nên người ta cũng biết là bé bán ở đây rồi.